Minh Thúy xin kính chào quý vị. Theo nguồn tin từ Sputnik, trong một bài phát biểu thường niên trước Quốc hội ngày 30 tháng 2 năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố là các tàu ngầm của Nga sẽ được trang bị hỏa tiễn siêu âm 3M22 Zircon mà NATO gọi là SSN33 sẽ được sử dụng để phá hủy các trung tâm đầu não của đối phương trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công nhắm vào Nga. Theo ông Putin, Zircon còn chủ yếu để trang bị cho các tàu chiến trên biển và tàu ngầm, bao gồm cả những chiếc đã hoạt động và đang được chế tạo, đi kèm với bệ phóng hỏa tiễn hành trình tầm cỡ, bởi vì điều này sẽ không tốn kém đối với Nga. Đài truyền hình của Nga đã liệt kê một số danh sách gồm 5 trọng yếu, quyết định Mỹ sẽ trở thành mục tiêu tấn công của các hoạt tiễn siêu âm Zircon đặt trên tàu ngầm nếu Washington sử dụng kho hỏa tiễn của họ để tấn công Moscow. Theo Russell thứ nhất là ngũ giác đài sẽ là một trong những mục tiêu chính, bởi vì nơi đây có nhiều trung tâm chỉ huy quân sự đầu não của Mỹ, cũng như trụ sở hoạt động của Hội đồng Tham mưu quân sự. Thứ hai, mục tiêu kế tiếp đó là trại David, nơi trú ẩn của Tổng thống Hoa Kỳ, nằm cách Washington khoảng 100 km. Nơi này được trang bị một đường hầm ngầm và một trung tâm thông tin có tên là SIR. Thứ ba, theo đài truyền hình One, là Fort Ritchie ở Maryland đóng vai trò là cơ sở hỗ trợ cho SIR. Thứ tư, mục tiêu kế tiếp cho Zircon tấn công là căn cứ không quân McClellan ở California. Và thứ năm, mục tiêu cuối cùng được truyền thông nga gọi tên là đài phát thanh hải quân Jim Creek chịu trách nhiệm duy trì liên lạc với các tàu ngầm Mỹ khi chúng đang lặn dưới biển. Chuẩn đô đốc Sevalot Kermov hôm 21 tháng 2 2019 khẳng định rằng các tàu ngầm Nga có khả năng bắn 40 hỏa tiễn Zircon một lúc để tấn công thành công các trung tâm chỉ huy đặt trên lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ trong vòng 5 phút. Nếu Washington điều khiển hệ thống hỏa tiễn phạm vi ở Âu Châu để tấn công Nga, Moscow khẳng định là hệ thống phòng thủ Elgis Azor là một mối đe dọa đối với an ninh của Nga và vi phạm hiệp ước kiểm soát các lực lượng hạt nhân tầm trung, tức là INF. Moscow còn cho biết thêm, hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Elgis Azor được phát triển dựa trên hệ thống đặt trên tàu Elgis MK-41, có khả năng bắn hỏa tiễn hành trình Tomahawk. Nga cho rằng các hệ thống phòng thủ của Nga được mở rộng phạm vi ở Romania và Ba Lan, cũng có khả năng phóng hỏa tiễn Tomahawk và do đó vi phạm thỏa thuận INF. Washington phủ nhận cáo buộc của Moscow và khẳng định Elgis Azor không có chức năng như vậy. 3M-22 Zircon là hỏa tiễn siêu âm trang bị cho tàu ngầm có khả năng tấn công các mục tiêu trên cả biển và mặt đất. Tốc độ như vậy sẽ cho phép các tàu của Nga hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Mỹ, có thể tấn công tiêu diệt các mục tiêu nằm sâu trong đất liền 500 km chỉ trong vòng 5 phút. Zircon còn có tầm bắn lên tới 1.000 km, gấp 3 lần so với tầm bắn của hỏa tiễn diệt hạm Harpoon Block 4, hỏa tiễn chống hạm hiện đại nhất của Hoa Kỳ vào năm 2016. Con số này vượt xa hơn tầm bắn của các hệ thống phòng không trên tàu chiến hoặc là tầm bay của máy bay chiến đấu từ hàng không mẫu hạm của địch. Điều này cho phép máy bay tàu chiến của Nga tấn công các chiến hạm địch mà không sợ bị bắn trả. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Dmitry Pogakov cho biết là Zircon có thể đã sử dụng một loại nhiên liệu mới, được gọi là Destiline M, giúp tầm bắn lên mức xa như vậy. Zircon còn có thể bay với tốc độ cực nhanh là Mach 8, thậm chí có thể lên tới Mach 10, tức là khoảng 11.000 km một như vậy, để vượt qua quãng đường 1.000 km, hỏa tiễn sẽ chỉ mất khoảng 5 cho đến 6 phút để hủy diệt mục tiêu. Hệ thống phòng thủ trên các chiến hạm đối phương sẽ chỉ có thời gian rất ngắn để phát hiện hỏa tiễn và gần như không có cơ hội nào để đánh chặn hỏa tiễn. Kính thưa quý vị, vận tốc này đã khiến cho m 22 Zircon trở thành loại hỏa tiễn hành trình tiên tiến bậc nhất thế giới. Ngay cả hỏa tiễn hành trình siêu vực âm Boeing X-51A Wayfinder đang được Mỹ thử nghiệm cũng không thể sánh được với Zircon. Tính theo lần thử nghiệm vào tháng 8 năm 2014, hỏa tiễn X51A chỉ có thể đạt được với vận tốc cao nhất là Mach 6 và phát nổ sau 7 phút. Vận tốc cực cao của M322 Zircon không chỉ giúp cho nó khó bị đối phương đánh chặn mà cũng có thể giúp tăng sức tàn phá của hỏa tiễn khi chạm đến mục tiêu. Theo tính toán, một hỏa tiễn nặng 2 tấn bay với vận tốc là 2.5 km một giây. Như vậy, 3M22 Zircon sẽ tạo ra động lực đạt sức nổ tương đương với 2.7 tấn nổ TNT. Động lực này có thể bẻ gãy đôi hoặc là làm hư hại nặng cả một hàng không mẫu hạm cỡ lớn, ngay cả khi đầu đạn của hỏa tiễn chưa phát nổ. Hỏa tiễn 3M22 Zircon sẽ được trang bị hàng loạt cho tàu chiến của Nga, ví dụ như tàu ngầm hạt nhân Oscar 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Husky thế hệ 5, tàu tuần dương hạt nhân Project 11442 lớp Kirov, cũng như các loại tàu khu trục. Nó sẽ thay thế hỏa tiễn chống tàu siêu âm P-700 Granite tầm bắn 600 km ra đời từ thập niên năm 1970. Hỏa tiễn Zircon sẽ được dùng chung hệ thống phóng đa dụng 3S-14 với các loại hỏa tiễn khác như P-800 Onyx, và 3M54 club. Do vậy, các tàu chiến, tàu ngầm của Nga sẽ không mất chi phí khi chuyển đổi sang sử dụng hỏa tiễn Zircon. Nhà báo Gino Krumber trên tạp chí Stern của Đức cho rằng chỉ có hệ thống phòng thủ bằng vũ khí laser thì may ra có thể đương đầu nổi với hỏa tiễn lợi hại như vậy. Nhưng vũ khí phòng không bằng năng lượng laser là một kỹ nghệ tương lai, chưa thể ra đời ít nhất cho đến năm 2030. Tờ Daily Mail của Anh Quốc nhận định, tốc độ của hỏa tiễn Zircon nhanh gấp đôi, tốc độ tối đa của hỏa tiễn phòng không của Sea Zeptor được trang bị trên hàng không mẫu hạm mới nhất HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh có thể đánh chặn. Theo AFP, tướng John Hayton, chỉ huy trưởng Cục tác chiến chiến lược của quân đội Hoa Kỳ, trong một phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ đã nói rằng, chúng ta không có biện pháp phòng thủ trước các hoạt tiễn hành trình siêu vượt âm, nhất là khi bảo vệ các đồng minh Âu Châu. Đại diện Hải quân Hoa Kỳ tướng Popak và giới lãnh đạo quân đội Anh quốc hồi tháng 7 năm 2017 cũng đã công nhận rằng Anh và Mỹ hiện cũng chưa có thể phát triển được những hệ thống phòng không có thể đánh chặn hỏa tiễn Zircon. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới.